Sau những thành công rực rỡ, live show Nhật Cường cười để nhớ 1, cười để nhớ 2, cười để nhớ 3. Công ty trách nhiệm hữu hạn giải trí Nhật Cường tiếp tục giới thiệu đến quý vị live show Nhật Cường cười để nhớ 4. Một chương trình dàn dựng, hoành tráng, đặc sắc, hấp dẫn, mới lạ, bất ngờ, thú vị, với sự góp mặt của các danh hài nổi tiếng nhất hiện nay: Tấn Bêu, Hoàng Sơn, Trấn Thành, Trương Giang, Cát Phượng, Lê Giang, Thu Trang, Tiết Cương, Long Đẹp Trai, Lê Quốc Nam, Anh Đức, Hứa Minh Đạt, Kiều Tú, Nam Thư, Kiều Linh Mai Sơn, Vũ Thanh Trần Bùm, Quách Ngọc Tuyên, Lâm Vĩ Dạ, Thanh Tân, Tiến Luật, Gia Linh, Lê Nam, Mai Ca, Dũng Nhí, Thanh Nguyễn. Và với khách mời đặc biệt, ca sĩ Quang Châu, ca sĩ Hồ Việt Trung, ca sĩ Lê Anh, Lưu Viết Quang, Nguyễn Huy, ca sĩ Tâm Phạm và giọng ca nhí Hoàng Quân, dẫn chương trình Ngọc Tiên. Chương trình diễn ra vào 2 đêm 20 giờ ngày 25 tháng 2 năm 2016 tại sân khấu Trống Đồng, 20 giờ ngày 27 tháng 2 năm 2016 tại nhà hát Bến Thành. Bắt đầu ngày 1 tháng 2 năm 2016, vé phát hành. Điện thoại liên hệ đặt vé: 0906 781389, 0906 775505. Tài trợ chính chương trình: công ty xe khách Vũ Linh. Mua một vé tặng một DVD Nhật Cường cười để nhớ xuân. Mời quý vị khán giả đón xem. Tình yêu lầm lỡ tiếc nuối cũng thêm thương, một tình yêu vừa xa vừa tan biến như giấc mơ, vì người không về nữa.